Mình cảm giác có cái điều gì mình chưa hợp với cô con dâu không? Chưa hợp thì chắc cũng ít nữa. Thí dụ đâu? Chuyện ít là chuyện gì đâu? Nuôi con lúc sinh con á, mình nuôi con theo cách truyền thống, còn bé thì nuôi cũng hiện đại, thành ra nó cũng không có hợp. Dạ. Có khi nào mà hai mẹ con mình trái ngược quan điểm nhau một cái vấn đề gì đó chưa? Dạ cũng có. Dạ. Xin mời cô giới thiệu về mình. Tôi tên Quỳnh Thị Ngùng, tôi ở Biên Hòa, Đồng Nai. Năm nay tôi 59 tuổi. Trẻ quá. Quá trời trẻ luôn rồi đó. Dạ. Dạ. Chào MC Quyền Linh, MC Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Năm nay em 33 tuổi. Em làm dâu của má được 5 năm. 5 năm. Mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ em có 2 bé. Bé gái lớn là kế làm bé trai. Dạ. Bé trai nhỏ là nhiêu tuổi? Dạ này? Bé trai nhỏ 4 tháng rưỡi. Ồ, còn nhỏ vậy đó hả? Dạ. Còn bé lớn? Bé lớn là 4 tuổi ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu tương lai của mình đó, thì cô có ấn tượng điều gì với cô gái này không? Lần đầu tiên con nó dẫn, nó nói má con dẫn bé về nhà. Rồi bé về thì vô nhà thì nhìn thấy bé cũng hiền, với chào lễ phép. Đi vô nhà nhìn thì thấy nó cũng hơi lùn. Hơi lùn, nhưng nó nghĩ nó trời ơi, má lùn mà gặp bé nó còn lùn hơn nữa. Không có lùn đâu, nãy Quỳnh Linh ra thấy cao lắm mà. Nhưng mà bù lại gương mặt rất là xinh. Xinh chứ. Dạ. Dễ thương à. Có ấn tượng điều gì không? Bởi gương mặt rất là xinh luôn á. Thì thấy cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ, thấy dễ thương là được rồi. Còn không biết chị cô dâu này khi mà nhìn mẹ chồng á, có ấn tượng điều gì không? Lần đầu về gặp má thì mình thấy là má rất là hiền. Dạ. Với lại mình cũng hơi bất ngờ là về là má test tay nghề liền. Vừa vào là chào hỏi xong là má nói là con là gốc quê miền Tây, thì con có biết làm gà hay không? Cái thế là má đưa cho con gà mình làm. Mình thấy là bữa đó được bữa ra mắt á, thì mình được điểm cộng là làm được con gà. Wow. Còn điểm trừ á là sau khi ăn xong á là mình rửa chén, không là bị bể một cái chén. Nhưng mà công nhận gương mặt mẹ chồng em phúc hậu á. Cảm ơn Quyền Linh. Cô đó rất là dễ gần, cảm giác rất là thân thiện luôn á. Thành ra thấy chắc cũng không sợ gì mẹ chồng đâu. Dạ đúng rồi, má cũng dễ gần lắm. Rồi sau đó về làm dâu thì sao cô? Về làm dâu thì thấy bé cũng hiền, với làm chuyện nhà thì nấu ăn thì cũng được. Biết làm gà là biết nấu ăn rồi đó. Là biết làm gà là được rồi. Em thì làm việc nhà cũng được nhưng mà không gọn gàng bằng má. Má làm là rất là gọn gàng, ngăn nắp. Còn em là em quê ở Tiền Giang. Tiền Giang là huyện nào? Dạ huyện Chợ Gạo. Hai mẹ con mình hợp nhau nhất là điểm gì nè? Hai má con mình là hợp nhau nhất là về ăn uống. Hai má con rất là dễ ăn. Rồi thêm chuyện là hai mẹ con hiền như nhau nữa nè. Dạ đúng rồi. Cười tươi như nhau nữa nè. Thích đi mua sắm. Mỗi lần má đi chợ á, cái má thấy là quần áo em bé nít đồ dễ thương là má mua về. Rồi mình cũng vậy, mình cứ thấy đồ dễ thương là mình mua về. Mua đồ em bé không? Có mua đồ cho má không? Dạ có. Cô thấy mình hợp với cô dâu này điểm nào nhất cô? Bé nó ăn uống nó dễ. Dạ. Cũng lễ phép với nó chuyện hòa đồng. Dạ. Mình cảm giác có cái điều gì mình chưa hợp với cô con dâu không? Chưa hợp thì chắc cũng ít nữa. Thí dụ đâu? Chuyện ít là chuyện gì đâu? Nuôi con lúc sinh con á, mình nuôi con theo cách truyền thống, còn bé thì nuôi cũng hiện đại, thành ra nó cũng không có hợp. Dạ. Có khi nào mà hai mẹ con mình trái ngược quan điểm nhau một cái vấn đề gì đó chưa? Dạ cũng có. Dạ. Ví dụ là gì chị? Là má thì là má chăm sóc bé nhỏ thì má lo từng ly từng tí. Dạ. Còn về bản thân mình á thì là mình muốn tập cho bé tự lập. Dạ. Để sau này có thể mình đi làm, hoặc là nếu mà mình có bé nữa thì bé lớn nó tự lập thì mình khỏe hơn. Trái ngược như thế làm sao mình hòa đồng giữa mẹ chồng với nàng dâu? Những lúc đó em thuyết phục mẹ thế nào? Em xác định á là sinh bé đầu là em sẽ sinh thêm bé thứ hai nữa. Cho nên nếu mà bây giờ, hoặc là nếu mà giai đoạn đó là em ra riêng á, nếu mà không có má chăm sóc thì em không tập cho bé tự lập thì sau này em sẽ cực. Đó, rồi má thấy cũng được. Em á thì là thích cho bé đi ra ngoài nắng, ngoài gió, tập đi từ từ á. Cho nó quen nắng gió thì nó tăng sức đề kháng. Còn về má em thì nó làm nít nhỏ thì nên hạn chế đi ra ngoài nắng gió. Rồi cuối cùng ai đúng? Hồi xưa thì tại tôi nuôi con theo kiểu cha mẹ ông bà. Rồi nuôi sao mình nuôi con, dạy con theo vậy. Đến giờ thì khác, thay đổi khác rồi, thế nên giờ tôi cũng theo chiều ý theo dâu. Cuối cùng là nhường dâu đúng không? Không, chính là mẹ nói cũng đúng á, vì con còn quá nhỏ. Mình đưa ra gió, nhiều khi trái gió trở trời nó cũng mệt lắm á. có thể phơi nắng chút xíu cho có vitamin D thôi. Chung là làm sao mà để thuyết phục mẹ mà mẹ nhường lại cũng hay á. Dạ. Chứ... tôi cũng không có áp đặt gì con dâu giờ, không có phải như hồi xưa nữa, nay 40 năm rồi giờ nó thay đổi rồi. Có bao giờ mẹ chồng nàng dâu ngồi với nhau tâm sự chia sẻ với nhau những câu chuyện như thế này không? Dạ có. Hai má con em rất là hay nói chuyện với nhau. Cái này là hay nè. Dạ. Là thấy mọi chuyện nó có kể thôi nhưng dạ, nó bình thường lắm. Giữa hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm với nhau không chị? Em nhớ nhất là cái lúc mà em sanh đẻ thì má là chăm em, là lo từng cái miếng ăn. Ví dụ như má lên má nói hôm nay con muốn ăn cái gì thì má mua, để đi chợ má mua về má nấu cho em. Rồi ví dụ như quần áo em sanh nở xong em bị phát tướng thì là má là đi mua đồ mới cho em mặc luôn. Đã nha. Tôi thấy nó xanh này nó lên kiếu quá, mặc đồ thiết chặt rồi thôi. Dạ. Mua ra chợ thấy mấy đồ rõ thoáng cho dâu nó bận cho thoải mái nhà. Có giờ má la lớn tiếng với em không? Dạ chưa. Nhìn mẹ hiền vậy chắc cũng không có la nổi. Không có đâu. Dạ. Dâu này thấy nó cũng hiền mà nó cũng lễ phép, nó tôn trọng cha mẹ chồng. Chỉ có điểm nào mà cô chưa hài lòng ở chị không? Thì hồi xưa có chồng về thì bà nội với cha mẹ thường hay dạy về lo cho chồng con. Dạ. Từng miếng ăn với là quần áo rồi ra đường ăn mặc đó, thì thấy con dâu thì nó hơi không có bằng tôi lo cho chồng con, thì thế đó vậy thì nhiều khi cũng khuyên nó thì chồng đi mần rồi về lo cho nó cơm nước cho nó no này kia. Hiện nhiều khi tôi nghĩ vậy, điều tôi cũng suy lợi là giờ nó cũng ra ngoài xã hội, nó còn đi làm thì ra giờ tôi cũng thông cảm cho nó. Đúng rồi, cô nghĩ vậy đúng đó. Ngày xưa ông bà ta nói là vợ phải lo cơm nước cho chồng rồi chăm sóc chồng từng ly từng tí. Còn bây giờ trong thế giới hiện đại rồi, vợ cũng phải tham gia công việc xã hội, thậm chí làm ăn để kiếm tiền phụ chồng nữa. Vậy thì ai lo cho ai? Nói chung là ai rảnh thì lo thôi, chứ mình cũng đừng đặt là gọi là vợ bắt buộc phải lo cho chồng. Đúng rồi. Nhiều khi chồng rảnh thì lo, vợ rảnh thì lo. Thì nghĩ hồi xưa mình chú Linh hỏi thì tôi nói cái gì không vậy là cũng thoáng đó. Dạ. Nhớ rằng ngày xưa ông bà ta nói như thế nhưng vẫn nghĩ rằng thời cuộc nó thay đổi rồi. Dạ. Em thấy mẹ chị là có một cái nét gì đó rất là lo xa, không biết là ở nhà mình mẹ mình có hay lo xa nhiều cái việc mà cho cháu mình không chị? Dạ có. Ví dụ như lúc mà em cho bé lớn nó đi học nhà trẻ thì má cũng sợ, tại dưới lúc đó là ba má cũng ở nhà nội trợ thì cũng muốn nuôi giữ bé. Còn em thì em đi làm ở trên thành phố. Rồi mỗi ngày sáng em đi lên thành phố rồi chiều em về, tối em về Đồng Nai. Thì là thời gian đó em thấy nó hơi vất vả. Cho nên là khi bé đủ 18 tháng là em cho bé lên thành phố để đi học ở nhà trẻ. Ba má cũng rất là lo. Tại vì không biết là bé đi nhà trẻ nó có thích nghi được với cái môi trường nhà trẻ hay không. Không sao đâu cô, vô nhà trẻ nó có bàn nhỏ nhỏ nó chơi cũng vui ha. Vấn đề những ngày đầu mình hơi sót thôi. Chứ lại chắc cô coi mấy cái trên mạng này, coi trên mạng thấy bạo hành trẻ em nhá. Cũng sợ. Bạo hành trẻ em, bạo lực trẻ em là hiện nay rất là nhạy cảm. Mọi người sẵn sàng vào cuộc, mà chuyện đó xảy ra cái là có cơ quan chức năng là tới liền. Cô cũng đừng lo ha. Nghe xong ông xã em nói gì nha. Xin chào chương trình, tôi là Mai Cánh Đại. Được biết là mẹ và vợ có đăng ký tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi rất là vui. Đây là một chương trình có thể mẹ và vợ chia sẻ nhiều cái cảm xúc, cái cuộc sống trong gia đình, cách nuôi dạy con cái. Những cái hình ảnh mà mẹ và vợ cùng tham gia nói chuyện với nhau, vui cười luôn luôn lay động trong cái tâm trí tôi. Và đó là cái hình ảnh mà có thể cảm xúc dân trào. Tôi cũng mong muốn là cái hình ảnh này nó sẽ mang lại nhiều hơn nữa. Chúc cho mẹ có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, vui vẻ cùng với anh em và gia đình. Chúc cho vợ có nhiều mùa xuân hơn để đồng hành cùng anh trong thời gian sắp tới. Chúc cho chương trình có nhiều khán giả yêu mến. Sau khi nghe ông xã chia sẻ vậy em có điều gì muốn nói không? Em cũng mong muốn giống như ông xã là mong muốn má luôn giữ gìn sức khỏe để vui cùng với con cháu. Cô có mong muốn gì ở con dâu mình không? Tôi cũng mong muốn cho hai đứa nó thương yêu nhau, hai đứa được hạnh phúc, nuôi con, tôi cho hai đứa cháu tôi được ngoan hiền, chứ nó làm ăn càng ngày càng tấn tới. Em có gọi điện ông bà nội thăm hỏi hàng ngày không? Dạ không, mà cái lúc đó là ông xã em gọi thì em kế bên em nghe thôi. Không, mình phải chủ động gọi đi. Dạ. Ha, anh nghĩ rằng á, mẹ chồng cũng đang cần đó. Nhiều khi mình chủ động á, sáng chiều kệ cứ hỏi ủa má ăn cơm chưa hay là má đang làm gì hay gì đó. Nhưng người lớn tuổi người ta cần cái sự quan tâm đó. Dạ. Còn hỏi gì ta không quan trọng. Thế cô có khi nào cô tự động gọi điện cho con dâu không? Cũng ít khi lắm. Dạ. Phải không? Thấy hồi lúc ở chung á thì mình còn có sự kết nối, cái tình yêu thương. Nhưng bây giờ là cả tuần mình mới gặp nhau một lần, coi như là nó hơi xa rồi đó. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Hai người rất là hiền nha. Hai người đứng kế bên đây nào. Trời ơi, hai người ôm nhau cái coi. Dạ. Đã bao lâu không ôm mẹ chồng rồi? Dạ, chắc đây là lần đầu tiên mới ôm. Trời ơi, thấy chưa? Nè, thứ bảy chủ nhật á, lâu lâu về trời ôm má, trời sao nay má thon thon vậy á, nay má lên cân gì đó. Chính là cái sự gọi là nũng nịu chút xíu với mẹ chồng á, nó tạo thành một cái sự gần gũi hơn nữa. Nó sẽ vun đắp cho cái tình cảm mẹ chồng nàng dâu nó dày hơn nữa. Dạ. Nha. Ôm cái nữa ơi cô. Nhiều khi các cô dâu tự hỏi là đã bao lâu mình không hôn mẹ chồng rồi ta. Rồi cũng có nhiều bà mẹ chồng nói ủa đã bao lâu mà có bao giờ con dâu nó hôn mình không ta. Có không? Thấy chưa? Giờ hôn nhau một cái coi. Đó. Cần như thế nha. Các bà mẹ chồng nàng dâu trên toàn quốc hãy hôn nhau. Lâu lâu gặp hôn nhau một cái. Chứ hôn chồng hoài đôi khi cũng ghen tị á. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ. Chúc cô với gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ. Con cũng thay mặt chương trình gửi tặng cô đó là món quà Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio ạ. Còn đây là 1 năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Care4. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care4 gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Và một phần quà nữa đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin tặng gia đình mình và cảm ơn cô và chị đã đến với tham gia chương trình ạ. Dạ. Chào cô. Chào chú. Dạ. Dễ thương quá à. Ha. Mẹ chồng hiền quá à. À, mẹ chồng hiền khô à. Cô dâu cũng dễ thương. Dạ. Nữa. Một chút yêu thương sẽ đông đầy. Nhớ nha, muốn có chồng cũng nhớ lâu lâu ôm hôn mẹ chồng đấy nha.